Vâng, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Lê Châu Vlog. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn với các bạn về cách cắt xả câu đầu đối với cột tròn nha các bạn. Đây là cột tròn mà mình đã chuẩn bị được. Và video này thì mình đã được các bạn yêu cầu mình làm từ khá là lâu rồi, và hôm nay mình mới có dịp để làm và hướng dẫn chia sẻ với các bạn nhé. Nếu các bạn là người mới thì mình khuyên các bạn là nên xem hết video giúp mình, và các bạn đừng nên tua đi bất cứ giây phút nào video của mình đi nhé. Đó, còn nếu mà các bạn là bậc thầy rồi thì các bạn hãy xem video ủng hộ mình, cũng như là cho tôi và anh em cùng học hỏi và học hỏi thêm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Phần mục của mình là 4 phần nhé, mỗi bên là 2 phần, tổng là 4 phần. Đó, để làm sao đủ được mộc chuẩn á, thì mình khuyên các bạn đánh mực vào. Ở bên kia mình cũng làm tương tự như này rồi, thì mình sẽ đánh mực lại cho nó chuẩn nha các bạn. Còn phần quá trình đụng mộng thì mình sẽ không qua cho bạn xem nữa, bởi vì cái này thì quá đơn giản rồi đúng không nào. Rồi ok các bạn nhé, như vậy là mình đã đụng mộng xong. Còn bước tiếp theo thì đây các bạn, các bạn phải đo từ tim ra ngoài mép xem là bao nhiêu, còn mặt dưới cũng vậy nha các bạn. Ví dụ như mép trên thì 6 phân chẳng hạn, mép dưới cũng phải 6 phân nhé. Đây, mặt trên là 6 phân 2 nha các bạn, tính từ tim ra ngoài là 6 phân 2. Ở dưới này là 6 phân 4 rồi. Như vậy là mình phải vào cái khoảng này này các bạn, từ đây ra đến mép á, là 6 phân 2 bằng hẳn cái mặt trên nhé. Còn bên này tương tự cũng vậy. Rồi ok các bạn, như vậy là mình đã vào hai mặt nó bằng nhau hết rồi các bạn. Đó, tức là mặt trên và mặt dưới, cái đầu thì nó phải bằng nhau rồi, đều là 6 phân 2 đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ có một cái mẹo rất là hay. Cái mẹo này chưa từng có ai làm nhá, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Chắc chắn là rất là hay luôn đây các bạn nhá. Đây là con máy cắt trượt của mình. Đây, nó có tia laser, không biết là các bạn nhìn vào có thấy hay không. Đây nhá các bạn, đó các bạn thấy đỏ đỏ đúng không ạ? Đấy là tia laser nhá. Rồi mình sẽ dùng tia laser này để lấy tim. Rất là ok luôn nha các bạn. Đây các bạn. Wow, ban ngày nên là các bạn nhìn qua ống kính thì rất là khó nhìn luôn. Mình sẽ bàn cách gì để che tối một chút cho các bạn xem nhỉ. Đây nha các bạn, đó các bạn nhìn thấy đỏ đỏ đó. Đây, khi mình che đi thì nó không có đỏ nữa đúng không nào. Đó, đỏ đỏ này. Đây, nó ăn đúng vào mực của mình nha. Cả trên, đây cả trên và dưới, nó đều ăn vào mực của mình. Ok. Rồi các bạn, như vậy là cái xà của mình là rộng 10 phân nha các bạn. Đó, 10 phân thì mình sẽ đánh dấu vào đây các bạn. Ok chưa? Cả dưới này nữa. Đây, bây giờ mình sẽ đo nhá. Mặc dù các bạn không nhìn thấy cái đường của tia laser, nhưng mà mình sẽ đo, chắc chắn là các bạn hiểu đúng không ạ? 6 phân 6 nhá. Đó. Đây các bạn, mặt dưới này là 6 phân 6. 6,6 ly. Ok, bây giờ mình lại đo mặt trên nhá. Mặt trên là 6 phân 7 các bạn. 6,7 nhá. Rồi, tiếp theo là ở mặt dưới này các bạn.
cắt to ra đi. 6,9. 6,9 nhá. Đó, các bạn có biết tại sao mình phải ghi số liệu này không? Bởi vì cái mép này này các bạn, cái mép từ tâm nó ăn vào đây là bao nhiêu á, còn cả dưới này nó to hơn đúng không ạ? Thì mình phải ghi rõ ràng từng đầu một nó là bao nhiêu. Còn mình sẽ tô mặt trên nữa nha. Zin 6/7. Đây các bạn, mình sẽ qua gần lại cho bạn xem. Tức là mình lấy tim từ cái đường tia laser á. Tia laser từ đây ra đây đó các bạn. Từ ở trong tim ra ở mép ngoài này là 6,7 phân. Cả dưới này đấy các bạn, dưới này là 6,6 nhá. Còn cái mặt cái này là 6,7 các bạn, vẫn 6,7 tính từ tim ra ngoài. Ra ngoài mép này nhá các bạn. Đó, còn dưới đây là 6,9. Bên kia mình cũng ghi tương tự, đo và ghi tương tự như vậy thôi các bạn. Đo được bao nhiêu thì mình sẽ ghi vào. Đến lúc mình cắt xà thì mình chỉ đo từ tim xà nó ra là bao nhiêu. Ví dụ như 6,7 thì mình sẽ tính từ tim xà nó ra 6,7. Là mình chỉ việc đo và cắt thôi. Và mình xin nói với các bạn, nếu mà các bạn áp dụng theo cách dùng tia laser của mình thì các bạn để ý là cái đường tia laser các bạn phải để nó ăn theo đường mực của bạn nhé. Đây của mình nó ăn vào mực. Các bạn ban ngày nên là các bạn không nhìn rõ. Mình che tối một phát là nhìn rõ luôn các bạn. Đó, các bạn để ý là phải ăn theo đường mực của bạn. Các bạn lấy tim mấy chuẩn nhé. Và mình sẽ cho các bạn xem một chút về cái đường tia laser của mình. Có vẻ như là không nhìn thấy các bạn. Đó, nhưng mà nó ăn đúng theo cái đường mực của mình luôn nhá các bạn. Rồi, các bạn không nhìn rõ được trên màn hình đâu. Bởi vì ban ngày nên là không nhìn rõ được. Mình sẽ bắt tâm nhá các bạn. Hay còn gọi là tim. Cái này mình chạy qua máy bàn nên là rất là thẳng luôn. Nhưng mà mình sẽ lấy theo cách mình thường lấy nhá các bạn. Rồi, vừa rồi mình làm là 4 phân đúng không ạ? 4 phân. Mình sẽ lấy mặt này ở trên nhá các bạn. Gọi là đóng kiểu này vào luôn ạ. Cái số ở ngoài cùng này là 6,7 nhá. Mặt này nó ăn vào mặt dưới của cột nhá. Đó, 6,7. Ok, 6,7 nó nằm ở đây. Ở bên này cũng 6,7 luôn. Rồi, như vậy là mặt này mình đã lấy được rồi nhá. Còn mặt bên này nữa các bạn. 6,8. Vừa rồi là mình lấy mặt bên này nhá các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy mặt bên này. Đó, mặt trên là 6,6 nhá. Còn mặt dưới là 6,8 các bạn. Ok, như vậy là mặt trên xong. Các bạn còn mặt dưới này thì làm tương tự như vậy thôi. Thì mình sẽ không nói làm gì nữa. Rồi, khi các bạn lấy được cả mặt dưới và mặt trên rồi thì các bạn hãy nối mực vào nhau nhé. Đây, mặt bên này các bạn hãy gắn mực vào đây.
Rồi tiếp theo là các bạn hãy đo ở phần thừa trên này là bao nhiêu nhá. Đó các bạn, mặt trên và mặt dưới là nó bằng nhau. Mình đo xem nó ăn vào bao nhiêu nhé. 9 ly các bạn. 9 ly thì tính từ cái mép này lên là 9 ly nhá các bạn. Đó, mình sẽ đánh dấu 9 ly. Ok các bạn, 9 ly mình đã đánh dấu đây, không biết là các bạn nhìn rõ hay không. Rồi, bây giờ mình sẽ đo độ chéo của nó xem nó ăn vào bao nhiêu nhé các bạn. Một phân một. Như vậy là đây các bạn, 1/1 nhá. Các bạn đo từ chỗ hai đường mực cắt nhau này này. Đó, các bạn đo từ đây. Các bạn chéo đến lúc nào nó đủ 1/1 thì thôi nhá. Ok. Như vậy là mình lấy từ 2/1 nhá. Đó, mình tính từ 1 phần đến 2/1. Còn bên này cũng tương tự vậy các bạn. Rồi đây các bạn, đây là cái độ vắt, cái độ ôm nhá, nó sẽ ôm vào cột nhá. Đây đó, cả mặt dưới này mình cũng làm tương tự như vậy thôi, thì mình sẽ không nói dài dòng nữa. Chỗ mang cá này ấy, thì mình dùng máy cắt ấy. Mình lười dùng cưa tay nên là mình dùng máy cắt hay cắt quá tay các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào xem có khít hay không nhé. Ok các bạn ơi, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn có khít không? Rồi mình sẽ quay gần lại cho các bạn. Đây là cái đường mực nhé. Đây các bạn nhìn, mặn này thì hầu như là khít 100% luôn đó các bạn. Đó, rất khít luôn nha. Đó, rất chi là khít luôn mặn này. Còn mặt bên này thì sao? Đây các bạn, mặt này cũng rất khít luôn nhé. Đây các bạn, đó, đây là đường mực mà mình để lại các bạn. Đây, rất chi là khít nhá. Ok chưa các bạn? Đó, mình sẽ quay ở mặt bên này. Đây các bạn, đó, mặt này thì cũng rất khít nha các bạn. Rất chi là ok nhá mặt này. Còn mặt này thì hở một chút xíu đây các bạn. Đây, nó có hở một chút xíu ở trên này các bạn. Đó, một tí thôi các bạn. Đó, còn dưới này thì rất là khít luôn. Đó, từ đây lên nó hở một chút xíu. Đó, như này là ok rồi các bạn. Đây, nó hở một chút xíu chỗ này thôi các bạn. Rồi, còn hai đường mực này có vuông hay không á thì mình sẽ lấy thước vuông của mình để chứng minh cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ quay gần lại cho bạn xem.
Đó. Rồi. À, tiếp theo là cái đường mực của xà đây nhá các bạn. Đó. Rất chi là vuông vắn luôn các bạn. Đó, nhưng mà mình xin nói với các bạn là không phải là mình lắp cái nào nó cũng vuông góc như vậy đâu nhá các bạn. Đó, có cái thì nó cũng lệch. Đó, ví dụ như mình cắt 5 cái xà thì có thể là có 2 1 đến 2 cái xà nó bị lệch một chút xíu, nó không vuông góc với mực. Nếu mà không vuông góc thì các bạn hãy chỉnh sửa lại cái mực cho nó lỏng một chút, xong là các bạn đập nó ra làm sao để cho nó vuông góc với đường mực của cột và xà là ok rồi. Rồi nếu mà các bạn không có tia laser, các bạn không làm theo cách này của mình được thì các bạn phải dùng thước Vivo á. Đó, các bạn hãy đặt thước như này. Đó, đặt thước Vivo như này. Với lại cái đường mực đây thì các bạn phải dọi cho nó thật là thẳng đứng vào các bạn nhé. Xong là các bạn dùng Vivo, các bạn đặt như này. Đó, đặt như này xong là các bạn dùng hai cái thước nhé. Một thước các bạn Vivo là các bạn đặt thẳng như này, xong các bạn dùng một cái thước các bạn đo. Đó, các bạn lấy tim kiểu này nhé. Đó, ví dụ thước Vivo của bạn bằng cái đầu thước của mình đây nhé. Đó, ví dụ như là đây là 6 phân dưới chẳng hạn. Đó, nhưng mà Vivo của bạn phải đặt thẳng đứng như này nhá. Nó có nước rồi, các bạn đặt thẳng đứng như này xong là các bạn chỉ đo xem từ Vivo đến đường mực của bạn là bao nhiêu thì các bạn lấy tim rồi. Các bạn làm như vừa rồi của mình thôi. Rồi, đấy là hai cách mà mình chia sẻ với các bạn. Còn cái cách này thì mình lần đầu làm thôi, nhưng mà đây là một cái cách rất là tuyệt vời nhá các bạn. Nếu mà các bạn có cái tia laser hoặc là máy bán phát cốt thì các bạn có thể làm theo cách này của mình, rất chi là hiệu quả luôn nhá. Mình đảm bảo với các bạn là như vậy. Rồi ok. Theo như mình được biết thì trong quá trình làm nhà, cái khó khăn nhất là việc cắt câu đầu đối với cột tròn. Nhưng mình cũng đã hướng dẫn và giải thích với các bạn rất là rõ ràng rồi. Còn cái khó thứ hai nữa là cắt xà khóa đối với nhà sàn, hay còn gọi là xà chéo đối với nhà sàn đó các bạn, thì cũng rất là khó luôn nếu mà các bạn không biết tính. Nhưng mình cũng đã có một video hướng dẫn với các bạn rất là rõ ràng rồi. Nếu mà các bạn chưa xem thì mình sẽ để lại đường link của video đó ở dưới bình luận để cho các bạn xem và tham khảo nhiều hơn nhé. Ok, chào bạn.